Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Tin mới thật buồn. Xin cầu nguyện cho hai vị linh mục Việt Nam vừa về với Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sau đây quả là tin thật buồn cho giáo phận, giáo xứ và gia quyến các ngài. Giáo phận Vinh vừa thông báo như sau. Ai Tín, cha già An Tôn Hoàng Tiến Diễn đã an nghỉ trong Chúa. Cha An Tôn sinh năm 1942 tại giáo xứ Giáp Tam, giáo phận Vinh nay là giáo xứ Giáp Tam, giáo hạt Hòa Ninh, giáo phận Hà Tĩnh, thuộc xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Ngài là chủng sinh khóa 1, đại chủng viện Vinh Thanh, được Đức cha Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp truyền chức linh mục ngày 31 tháng 5 năm 1994 tại nhà thờ chính tòa xã Đoài. Sau thời gian dài hoạt động trên cánh đồng truyền giáo tỉnh Quảng Bình, Ngài được bề trên cho hưu dưỡng và qua đời vào sáng ngày 22 tháng 10 năm 2023. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Ngài. Trong niềm tin vào Chúa Kitô khổ nạn và phục sinh, Tòa giám mục Phú Cường kính báo. Cha cố Giuse Trần Ngọc Hữu, từ trần, 14 giờ 45 phút Chúa Nhật, ngày 22 tháng 10 năm 2023, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, hưởng thọ 78 tuổi và 48 năm linh mục. Nghi thức tần liệm, 19 giờ Chúa Nhật, ngày 22 tháng 10 năm 2023, tại nhà nghỉ dưỡng linh mục giáo phận Phú Cường. Linh cữu cha cố Giuse Trần Ngọc Hữu được rước về trung tâm mục vụ giáo phận Phú Cường vào lúc 8 giờ thứ Hai, ngày 23 tháng 10 năm 2023. Thánh lễ an táng lúc 8 giờ thứ Tư, ngày 25 tháng 10 năm 2023, tại nhà thờ chánh tòa giáo phận Phú Cường. Sau thánh lễ, linh cữu cha cố Giuse Trần Ngọc Hữu được an táng tại nghĩa trang linh mục giáo phận trong khu vực nghĩa trang của giáo xứ Bến Sắn. Đôi nét tiểu sử cha Giuse Trần Ngọc Hữu. Sinh ngày 20 tháng 2 năm 1945 tại Mỹ Yên, Nghi Lộc, Nghệ An. Rửa tội ngày 23 tháng 2 năm 1945 tại họ đạo Mỹ Yên, giáo phận Vinh. Vào tiểu chủng viện Kon Tum ngày 28 tháng 8 năm 1958. Vào đại chủng viện Thánh Giêsu, Sài Gòn ngày 1 tháng 8 năm 1968. Thụ phong linh mục ngày 15 tháng 6 năm 1975 tại đại chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn. Sau khi chịu chức linh mục, cha Giuse Trần Ngọc Huda đảm nhiệm phó sứ giáo xứ Búng từ ngày 1 tháng 7 năm 1975 đến ngày 9 tháng 11 năm 1975. Chánh sứ giáo xứ Bình Sơn từ ngày 9 tháng 11 năm 1975 đến ngày 12 tháng 12 năm 1977. Chánh sứ giáo xứ Dầu Tiếng từ ngày 12 tháng 12 năm 1977 đến ngày 2 tháng 5 năm 1994. Chánh sứ giáo xứ Vĩnh Hòa từ ngày 21 tháng 2 năm 1994 đến tháng 7 năm 2008. Nghỉ hưu từ tháng 7 năm 2008 tại nhà chung và nhà nghỉ dưỡng linh mục giáo phận Phú Cường. Nguyện xin Chúa đón nhận linh hồn các ngài vào nước Chúa. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.